Nếu như bạn đã từng nhìn thấy những bức ảnh trông như thế này và nghĩ đó là một sản phẩm của Photoshop. Thế nhưng ngày hôm nay, mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là không sử dụng Photoshop nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được những bức ảnh như vậy bằng một chiếc máy ảnh phim. Xin chào, mình là Kiệt Nguyễn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả channel YouTube của mình. Khi những chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại như thế này và cả Photoshop chưa ra đời thì chúng ta chỉ có máy ảnh phim thôi. Thế nhưng cũng chính với những chiếc máy ảnh phim như thế này mà các bậc tiền bối của chúng ta đã có thể phát minh ra kỹ thuật double exposure hay là chồng phim. Và chồng phim là một trong những kỹ thuật rất là thú vị và giúp cho các bạn có thể thỏa sức sáng tạo với những ý tưởng của mình. Thế nhưng để sáng tạo thì chúng ta phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản trước đã. Chính vì vậy trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kiến thức cũng như là kinh nghiệm khi mà chụp ảnh chồng phim. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video thôi nào. Chụp chồng phim hay là double exposure có nghĩa là bạn sẽ chụp từ 2 lần trở lên trên cùng một đoạn phim. Bạn hoàn toàn có thể chụp 3, 4 hay là 5 lần trên cùng một đoạn phim hay là thậm chí 30 lần trên cùng đoạn phim cũng được, miễn sao bạn đo sáng đúng cũng như là thể hiện được cái ý đồ mà bạn mong muốn là được. Trên một số dòng máy phim thì họ sẽ thiết kế thêm cho chúng ta một cái nút gạt để giúp chúng ta có thể chồng phim. Và khi mà các bạn chụp xong kiểu thứ nhất thì các bạn sẽ gạt thêm cái nút đỏ ở ngay bên cái cạnh của cái cần lên phim đây. Đó. Sau đó bạn lại lên phim một lần nữa. Thì cái lần lên phim này các bạn để ý là phim của chúng ta sẽ không hề chạy, mà các bạn sẽ có thể chụp được kiểu thứ hai lên trên cùng cái đoạn phim đấy. Không phải chiếc máy ảnh phim nào cũng có cái nút chồng phim như vậy. Ví dụ như điển hình ở đây mình có một chiếc Pentax Formatic. Đây là một trong những cái dòng máy mình thấy các bạn trẻ bây giờ dùng khá là nhiều. Thế nhưng mà nó không có nút chồng phim. Thế nhưng có một cách để chúng ta có thể chồng phim trên những chiếc máy ảnh không có chế độ đó. Trước khi mà mình hướng dẫn thì các bạn phải cân nhắc, đó chính là cái cách này nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách hoạt động của máy một chút, cũng như là nó sẽ đem lại một số rủi ro cho các bạn. Tốt nhất là các bạn hạn chế dùng nhé. Vì biết đâu trong một trường hợp nào đó thì các bạn rất cần phải chụp ảnh chồng phim và máy bạn không có chồng phim thì các bạn có thể sử dụng cách này. Và đầu tiên để có thể chồng phim thì các bạn cứ lắp phim và lên phim như bình thường. Ở kiểu thứ nhất thì bạn cứ lên phim và chụp như bình thường thôi. Và tiếp theo, cái kiểu thứ hai là quan trọng này. Đầu tiên là bạn sẽ mở cái cần gạt này ra này, sau đó xoay cho đến khi nào mà cái cần này nó cứng lại, nghĩa là cái miếng phim của các bạn nó đã căng ra. Và khi mà cái miếng phim bạn căng ra thì bạn hãy để cái tay ở đây và giữ chặt cái cần này. Nhớ là phải giữ chặt nhé, nếu mà bạn chỉ cần hơi di chuyển một tí thôi là cái miếng phim của các bạn rất dễ bị tuột ra. Sau đó ở phía dưới đáy của máy thì chúng ta sẽ có một cái nút nhả phim. Cái này tùy vào thiết kế của máy nhé, đôi khi sẽ có một số máy là nút nhả phim nữa ở phía trên này cơ. Nhiệm vụ các bạn đó là dùng ngón cái bấm giữ vào cái nút nhả phim, sau đó cái ngón trỏ của các bạn sẽ gạt cái cần lên phim. Nghĩa là các bạn sẽ phải có hai động tác giữ, một động tác bên tay trái là giữ vào cái cần tua phim và ngón cái bên tay phải là phải giữ vào cái nút nhả phim phía dưới này, và cuối cùng ngón trỏ là để lên phim. Và như các bạn thể thấy là nếu như chúng ta dùng cái tổ hợp như vậy thì khi mà chúng ta lên phim thì miếng phim của chúng ta sẽ không hề chạy, và bây giờ bạn chỉ cần bấm chụp là chúng ta có thể chụp được kiểu thứ hai trên cùng một đoạn phim. Nhưng mà thật lòng mình khuyên các bạn là không nên áp dụng cái cách này quá nhiều, trừ trường hợp là các bạn rất cần chồng phim trên những chiếc máy như vậy thôi. Nhưng mà các bạn nên hạn chế, bởi vì như các bạn có thể thấy thì nếu như mà mình áp dụng cách này ấy, thì cái thao tác lên phim nó khá là vất vả và mệt mỏi. Và ngoài ra ấy, nó sẽ mang lại cho các bạn một số rủi ro, chẳng hạn như là khi mà các bạn giữ cái nút nhả phim hay là giữ cái cần tua phim nó không chặt ấy, thì rất có khả năng là cái miếng phim của các bạn sẽ bị xê dịch. Bởi vì là các bạn vừa ấn nút nhả phim lại còn giữ vào cái cần tua phim ấy, đôi khi giữ không chặt các bạn sẽ hơi cuốn cái miếng phim các bạn đi một chút, là cái đoạn phim của các bạn nó sẽ bị lệch đi. Và miếng phim mà đã lệch đi là cái ảnh thứ hai của các bạn chồng vào nó sẽ bị lệch. Và ngoài ra thì cái cách này nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó tới các cái bánh răng, vì các bạn đã can thiệp trực tiếp vào cái cách hoạt động bình thường của máy, và bản thân máy thì nó không được thiết kế để làm như vậy. Vậy nên là đừng ép chiếc máy ảnh phim của các bạn phải biết chồng phim. Và nếu như bạn thật sự hứng thú với việc chồng phim ấy, thì bạn hãy đầu tư một chút cho cái thân máy có một cái chế độ chồng phim. Gọi là đầu tư thì nghe nó hơi bị to tát quá, nhưng mà thực sự là giá thành của một chiếc máy có chế độ chồng phim nó không chênh quá nhiều so với một chiếc máy không có đâu. Ví dụ như chiếc máy mình cầm trên tay đây là nó có chế độ chồng phim, và cái body này được bán ở Shutterstock với giá tầm khoảng hơn 1 triệu thôi.
Và nếu như bạn thấy cái mức giá đấy nó chưa hợp lý với bạn thì mình sẽ có một giải pháp khác, đó là bạn có thể mua những chiếc máy trông như thế này. Và một bộ máy mà sử dụng những lens zoom như thế này thì giá rất rẻ, trông vậy thôi nhưng mà giá rất rẻ, từ vài trăm cũng có mà vài triệu cũng có. Và những chiếc máy sử dụng điện như thế này thì thường là nó sẽ có cả chế độ chống phim cho các bạn. Hoặc là một lựa chọn khác đó chính là những chiếc PNS nhỏ gọn như thế này. Thì những chiếc này thì nó trông nó sẽ vintage hơn và nó sẽ có mức giá rất rẻ. Ví dụ như chiếc máy mình cầm trên tay đây nó khoảng 800.000 và nó có rất nhiều chế độ. Nó có chống phim này, rồi nó có cả kháng nước cũng như là điều khiển từ xa luôn. Và những chiếc máy như thế này thì mình sẽ review trong một video khác nhé. Và để cho các bạn dễ hình dung được cái quy luật chụp ảnh chống phim như thế nào thì bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn một ví dụ rất là điển hình thôi. Và đây là một cái kiểu chụp chống phim rất là phổ biến. Một người đứng ở giữa bức ảnh và bên trong cái người đấy nó sẽ có rất là nhiều khung cảnh khác được chồng lên. Và ở bức ảnh đầu tiên thì các bạn có thể cho chủ thể của chúng ta đứng vào giữa bức ảnh như thế này. Và sau đó bạn hãy dùng điện thoại hay là máy đo sáng ấy, chỉ đo sáng cái vùng trời thôi, nghĩa là bạn cầm điện thoại bạn giơ thẳng vào trời ấy, lên trời ấy, và xem nó báo thông số bao nhiêu thì bạn có thể chụp. Và khi mà bạn chụp bức ảnh như vậy ấy, thì sẽ có khả năng là bức ảnh của bạn sẽ chỉ sáng phần trời thôi và người thì đen thui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chụp bức ảnh thứ hai. Và đây sẽ là một bước khá là quan trọng. Ở bức ảnh thứ hai thì bạn sẽ phải nhớ được cái khung cảnh mà bạn đã chụp ở bức ảnh thứ nhất. Và sau đó là bạn sẽ ướm cái hình ảnh thứ hai đó lên trên hình thứ nhất và bạn chụp. Và sau khi mà các bạn chụp thì các bạn sẽ có được kết quả như thế này. Và nhìn vào bức ảnh như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể đoán ra được quy luật của nó, đó chính là ở những cái vùng cháy sáng như vùng trời đây thì những phần chi tiết của hình ảnh thứ hai nó sẽ không thể in lên được nữa, bởi vì là những cái ion bạc ở những cái phần cháy đó nó sẽ không còn khả năng lưu giữ thêm hình ảnh nữa và nó sẽ bị mờ đi hoặc là nó sẽ không hiện lên luôn. Thế nhưng ở cái phần bản mẫu của chúng ta thì vẫn có những cái vùng shadow hay là những cái phần tối, thì ở những cái phần đấy là phim của chúng ta nó đã được phơi sáng, nghĩa là đã được chụp rồi, ánh sáng đã tiếp xúc với phim rồi, thế nhưng nó vẫn còn một phần nào đó những cái ion bạc nó chưa được đốt cháy hết và nó vẫn có khả năng lưu giữ thêm hình ảnh, và từ đó chúng ta sẽ có kỹ thuật chống phim. Tóm lại, khi mà bạn chụp ảnh chống phim thì nhiệm vụ chính là chúng ta phải tính toán làm sao cho cái chi tiết của hình ảnh thứ hai nó phải vào đúng vào cái phần shadow của cái hình ảnh thứ nhất. Và để làm được điều đấy thì chúng ta chỉ có cách là luyện tập cũng như là phải ghi nhớ những bức ảnh mà chúng ta đã chụp để chúng ta căn cho nó khớp vào thôi. Và bây giờ thì mình sẽ gửi tới các bạn một số kinh nghiệm cũng như là một vài cái mẹo để chúng ta có thể chụp ảnh chống phim trở nên dễ dàng hơn. Mình nghĩ rằng nếu như mà một lần nào đó các bạn lên trên mạng tìm hiểu về cách chụp chống phim ấy, thì chắc chắn là đã từng đọc cái mẹo là chụp tối đi một stop khi mà chụp chống phim. Tức là cho dù bạn chụp bao nhiêu bức ảnh trên cùng một đoạn phim đấy thì bạn đều phải chụp tối đi một chút để giúp cho bức ảnh của các bạn không bị cháy sáng. Thế nhưng cá nhân mình thấy là cái cách này nó không phải hoàn toàn chính xác trong mọi trường hợp. Bản thân mình thì đã một lần thử theo công thức này và bức ảnh của mình nó hơi bị tối một chút, và mình rút kinh nghiệm cho lần sau thì mình cứ chụp bình thường thôi và ảnh nó sáng đều và rất là đẹp. Và theo một số ý kiến cho rằng thì cách này nó không hoàn toàn đúng và các bạn không nên làm theo. Thế nhưng bản thân mình thấy thì cách này không phải là sai, mà nó còn tùy thuộc vào cái cách các bạn đo sáng như thế nào, cũng như là cái môi trường bạn chụp, ánh sáng nó ra làm sao để các bạn có thể đo sáng một cách đúng nhất. Và như mình đã nói ở trên thì cái kiểu chụp ngược sáng ở trên một cái nền trời như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái chủ thể tối đen, cũng như là chúng ta sẽ có một cái nền background nó cháy sáng, và để chúng ta có thể lồng ghép được nhiều hình ảnh nhất có thể vào trong cái chủ thể mà chúng ta đang muốn lồng vào. Ngoài việc chúng ta chụp trên một cái nền trời trắng thì chúng ta có thể chụp ở trên những background khác, chẳng hạn như là trên một cái tường trắng này, hay là một trên một cái dòng sông, và từ đó thì chúng ta có thể tạo được nhiều cái bức ảnh trông độc đáo hơn. Sau khi mà các bạn đã hiểu được cái quy luật hoạt động của ảnh chống phim thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái mẹo rất là hay để có thể tạo ra bức ảnh độc đáo, đó chính là thế giới đảo ngược. Và để có thể làm được bức ảnh như thế này thì rất dễ thôi, bạn chỉ cần lên phim như bình thường này. Thế nhưng khi mà các bạn chụp thì các bạn phải che nửa ống kính đi để tạo ra một cái vùng đen ở phía trên của bức ảnh. Bạn có thể dùng tay hoặc là dùng nắp len này, hoặc là dùng một cái thẻ cả visit của các bạn hoặc là thẻ ngân hàng ấy cũng được, và bạn chỉ cần che một nửa ống kính trên hoặc dưới đều được nhé. Bạn chụp và từ đó là bức ảnh của bạn sẽ có một nửa đen và một nửa là có hình. Và sau khi mà bạn chụp bức ảnh thứ nhất với việc che tay như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải bật nút chống phim này, sau đó xoay ngược máy lại như thế này và tiếp tục chụp cái bức ảnh thứ hai mà bạn mong muốn. Chẳng hạn như là bạn chụp thành phố thì bạn có thể chụp đối nghịch với nó, chẳng hạn như là một cái thành phố nữa, hoặc là chụp biển hay là chụp rừng núi để cho bức ảnh của bạn trông nó thú vị hơn. Bạn có thể để ngược máy như này và nhìn thẳng vào video chụp, và từ đó là bạn có thể tạo được bức ảnh với concept thế giới đảo ngược. Và chỉ với một cách rất đơn giản như vậy thôi, nhưng mình thấy có rất là nhiều bạn sáng tạo rất nhiều cái concept rất hay
và tạo ra được rất là nhiều tầng ý nghĩa trong bức ảnh của mình. Bây giờ thì mình sẽ chỉ thêm cho các bạn một cái cách mà mình học được từ các bạn nước ngoài, đó chính là các bạn ấy sẽ in một cái dòng chữ, một cái câu nói hay hoặc một cái từ gì đó đại khái lên trên một tờ giấy trắng, và hãy nhớ là cái chữ đấy phải là chữ đen nhé, in đen trắng ấy. Sau đó bạn sẽ chụp cái tờ giấy đó, và sau đó là bạn sẽ tìm một cái khung cảnh, một cái bối cảnh nào đó hợp lý với cả cái nội dung một cái dòng chữ đấy đem lại, bạn ấy chồng nó lên và chúng ta sẽ có được rất là nhiều bức ảnh trông rất là nghệ. Bản thân mình thì cũng đã thử rồi nhưng mà thấy nó vẫn chưa được đẹp lắm, thì các bạn hãy để ý là hãy in cái phông chữ nó dày một chút để chúng ta có nhiều cái khoảng đen để có thể lồng được hình ảnh dễ dàng hơn, cũng như là hãy tìm một cái bối cảnh nào đó hợp với cả cái câu chữ trong đấy để trong bức ảnh các bạn sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Và ngoài ra, để có thể sáng tạo được nhiều hơn thì các bạn sẽ phải có rất là nhiều nguồn tài liệu, tư liệu để các bạn có thể học hỏi, cũng như là làm một cái vốn để chúng ta có thể sáng tạo được một cách dễ dàng hơn. Mình có theo dõi một cái tài khoản Instagram, đó là một chú hay là một anh ở đó bên Nhật, và cái những cái ý tưởng mà họ chụp cũng trông rất là hay. Ngoài ra thì trong bức ảnh của họ thì mình cảm thấy là nó sẽ cần thêm một chút may mắn nữa để bức ảnh của họ trông nó đẹp hơn. Và ngoài ra thì người Việt mình thì cũng có những người chuyên theo cái bộ môn này, và đây cũng chính là một trong số những cái tài khoản mà mình đã theo dõi rất lâu, và mình nghĩ rằng đây là một cái tài khoản Insta sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong việc tìm ý tưởng để có thể chụp ảnh trong phim. Và trên đây là những kiến thức cơ bản cũng như là một số kinh nghiệm cũng như là một vài mẹo để giúp bạn có thể chụp ảnh trong phim trở nên dễ dàng hơn. Hy vọng rằng với video ngày hôm nay của mình thì sẽ giúp bạn có thêm một lý do để có thể đến với chụp ảnh phim. Nếu như video này hữu ích với các bạn, đừng quên ấn like và đăng ký kênh cho mình để mình có thêm nhiều động lực làm video cho các bạn nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.